lịch Tam Đảo, huyện Tam Đảo nằm trên dãy núi Tam Đảo ở độ cao trên 900 m so với mực nước biển, cách thủ đô Hà Nội khoảng 80 km. Nơi đây được người Pháp phát hiện và tiến hành xây dựng từ những năm cuối thế kỷ 19. Cái tên Tam Đảo có được là do ba ngọn núi cao tạo nên, gồm Thạch Bàn cao gần 1.390 m, Thiên Thị cao hơn 1.370 m và Phù Nghĩa cao 1.400 m. Đứng giữa đất trời nhìn ba hòn đảo nhấp nhô trên sóng mây mới hiểu vì sao vùng đất tuyệt đẹp này có tên là Tam Đảo. Khu du lịch Tam Đảo có phong cảnh núi non hùng vĩ, bao quát cả một vùng đồng bằng Bắc Bộ rộng lớn. Từ lâu đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, được rất nhiều du khách trong nước, nước ngoài yêu thích và lựa chọn cho kỳ nghỉ của mình. Với diện tích hơn 214 hectare, thị trấn Tam Đảo được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh, nên có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình từ 18 đến 25 độ C. Vào mùa hè, du khách có thể cảm nhận rõ rệt 4 mùa trong một ngày. Buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu, buổi tối lạnh giá của mùa đông. Vừa thơ mộng, vừa trữ tình, vừa hùng vĩ, vừa bí ẩn. Đó là cảm nhận đầu tiên của Phương Thúy khi đặt chân khám phá thị trấn mở sương này. Ánh nắng trải đều trên từng lá cây ngọn cỏ khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên sinh động hơn. Xung quanh đây, bốn bề là mây, là núi và những ngôi nhà cao tầng thấp thoáng kiến trúc Tây Âu. Được biết, người Pháp phát hiện và xây dựng Tam Đảo trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng từ cuối thế kỷ 19. Thế nên đến nay, ở đây vẫn còn rất nhiều những công trình mang đậm phong cách kiến trúc Pháp cổ với những bức tường rêu phong cũ kỹ đầy bí ẩn. Đến với Tam Đảo, du khách có thể ghé thăm nhiều địa điểm hấp dẫn như tháp truyền hình cao hơn 100 m, vãn cảnh đền Bà Chúa Thượng Ngàn xuống thác Bạc, trải nghiệm núi Rùng Rình, thăm vườn quốc gia Tam Đảo hay thăm nhà thờ đá. Nhà thờ đá cổ là một địa điểm tham quan lý thú, thu hút bất cứ vị du khách nào khi đến với Tam Đảo. Đến với nhà thờ đá cổ vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, các bạn cũng sẽ đều cảm nhận được vẻ đẹp của nó, mỗi tiết trời một vẻ đẹp khác nhau. Nếu như buổi sáng thì se se lạnh với sương mù lãng đãng vây quanh, buổi chiều thì lâng lâng với mùa thu lãng mạn. Nhà thờ đá Tam Đảo nằm trên triền núi cao bên đường dẫn lên đỉnh núi Thiên Thị, tại trung tâm thị trấn Tam Đảo. Vì thế, đứng ở vị trí nào trong thị trấn Tam Đảo, du khách cũng đều có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh của nhà thờ. Nhà thờ đá Tam Đảo được khởi dựng từ năm 1906, từ đầu chỉ là ngôi nhà sàn lợp lá, đến năm 1937 được xây dựng lại bằng đá theo mô hình kiến trúc Gothic. Trải qua nhiều năm tháng, công trình này vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp ấn tượng. Toàn bộ công trình được xây dựng bằng đá, khiến cho nhà thờ trở nên trầm mặc cổ kính. Vì nằm trên vùng núi cao, quanh năm mây mù bao phủ, nên các phiến đá đều ngả màu rêu phong, nhuốm màu thời gian. Từ đây nhìn xuống, du khách sẽ thấy được toàn cảnh thung lũng thị trấn Tam Đảo hiện lên mờ ảo trong màn sương trải dài theo các triền đồi. Có một điều đặc biệt là bất cứ du khách nào khi đến với Tam Đảo cũng đều cảm thấy thích thú khi được tận tay sờ vào những phiến đá rêu phong cổ kính, được chụp những bức hình lưu niệm trong chuyến hành trình đầy thơ mộng của mình bên ngôi thánh đường cổ kính, mang đậm phong cách phương Tây nhưng lại đắm thắm hồn Việt. Đây là một trong bốn nhà thờ đá cổ nổi tiếng của Việt Nam là nhà thờ đá cổ Sapa, nhà thờ đá cổ Nha Trang, Khánh Hòa và nhà thờ đá Phát Diệm, Ninh Bình. Sau chuyến hành trình khám phá Tam Đảo, du khách có thể nghỉ ngơi để thưởng thức các món ăn đặc sản tại Tam Đảo như rau su su, gà đồi. Ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm khác du khách có thể mua về làm quà cho người thân.
Ngày hôm nay Phương Thúy đã có một hành trình khám phá trải nghiệm thị trấn Tam Đảo xinh đẹp vô cùng thú vị. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu về văn hóa, các điểm du lịch cũng như là con người của Tam Đảo thì hãy đến với khu du lịch thị trấn Tam Đảo nhé.